Hà xin kính chào khán giả của đài CBN TV 18.14 với chương trình Người Việt trên đất Mỹ. Hôm nay là ngày thứ ba và đúng một tuần sau ngày bầu cử giữa mùa 2018. Trong phòng thu hình của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi làm tiếp phần 2, tức là tuần rồi chúng tôi gửi đến quý vị những tin tức trước ngày bầu cử, và hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những tin tức trong ngày bầu cử và sau ngày bầu cử. Và chúng tôi mời hai người bạn đến mà quý vị cũng rất quen thuộc, đó là cô Christy Lê. Xin mời cô Christy Lê gửi lời chào đến quý khán giả. Christy xin gửi lời chào đến quý vị khán giả ngày hôm nay. Và kế bên cô Christy Lê đó là cô Asia Cunningham. Xin chào cô và xin mời cô gửi lời chào đến khán giả. Asia xin kính chào khán giả của CBN TV. Dạ vâng. So, tuần rồi ba chị em chúng mình nói về ngày trước ngày bầu cử, những cái háo hức, những cái rộn rịp, những cái cảm giác của những người candidate. Thì hôm nay chúng ta trở lại, chúng ta nói về những gì đã xảy ra trong ngày bầu cử và sau ngày bầu cử. Thì bây giờ let's talk about election day. Cô Asia không biết ngày đó cô làm gì, có thể chia sẻ là buổi sáng đó mấy giờ dậy, mấy giờ... Không phải mấy giờ dậy mà tối hôm đó có ngủ được hay không. Là không ngủ được, muốn ngủ cũng khó lắm. Chắc nói mà nhắm mắt một chút để mà thức thì khoảng 5 giờ rưỡi sáng đã thức rồi. Là rất là lo là cái ngày đó nó sẽ ra sao, là phòng phiếu có bị trục trặc gì không, hay là mấy cô chú đi tới phòng phiếu bầu có bị người ta hỏi cái điều kiện gì đó, hay là có khó khăn gì hay không. Cho nên mình cũng lo về cái phần đó. Tại vì nếu mà mấy cô mấy bạn mà bị có cái một lần khó khăn thì sao người ta không đi bầu nữa. Cho nên cái không phải là cái cuộc bầu cử ngày hôm đó thôi, mà cái tương lai là sẽ bị ra sao. Cái đó là Asia rất, tại mình làm không phải là cho một cái bầu cử hay là một năm nay hay năm sau, mà mấy chục năm sau nữa. Cho nên là mình muốn ai cũng có cái kinh nghiệm nó thoải mái một chút, chứ không ai thích đi tới phòng phiếu. Nói tới mấy chục năm sau thì sợ quá. Bây giờ mình nói những năm gần đây thôi, tức là bây giờ mình nói hiện tại, mình nói 2 năm tới hay nói 4 năm tới thôi, chứ nói mấy chục năm sau Thu Hà nghe Thu Hà chạy liền. Thì rất đúng với cô Asia, thì cái ngày đó phải nói là cũng rất là hồi hộp với cho những người hồi hộp, nhất là cho những người ứng cử viên. Còn hồi hộp thứ hai hay là háo hức của là cho những bạn trẻ, all the young people, rất là háo hức. Thành ra đó là những cái mà cái tâm trạng mà phải nói là của từng cá nhân một khác nhau, nhưng cái tâm trạng đều có một cái điểm chung, đó là ngày đi bầu, ngày được đi bầu, ngày được đi bỏ lá phiếu. Thì trả lời với cô Asia, thì cái ngày mà buổi sáng đó, nói một cách khác, buổi sáng đó mình dậy sớm ha. Phòng phiếu mở cửa 7 giờ thì Thu Hà cũng có dịp chạy đi nhiều cái thùng phiếu ở trong vùng thành phố Garden Grove, cũng giống như là cái thùng phiếu chính ở tại quận Cam. Thì cô cũng giống như cô Asia cũng đã chạy xuống cái thùng phiếu cái văn phòng bỏ phiếu chính của quận Cam ở thành phố Santa Ana vào lúc đó mấy giờ ha? 8 giờ sáng phải không? Khoảng trước 9 giờ. Trước 9 giờ. Thì bây giờ cô có thể chia sẻ cái hình ảnh trước 9 giờ đó tại văn phòng phòng phiếu chính của quận Cam nó như thế nào? Trước 9 giờ đã có người rất là nhiều người tới line up, tại vì trong năm nay thì quá nhiều người register, quá nhiều người ghi danh đi bầu, cho nên có nhiều người không nhận được lá phiếu absentee ballot của mình, cho nên người ta cũng hơi bực bội mà đợi tới nhà cuối mà cũng chưa nhận được, cho nên có nhiều người tới polling site ở gần nhà họ cũng tới xuống cái center là county luôn, tại vì họ muốn cái lá phiếu họ count mà họ không có cơ hội để mà bầu thì họ tự lái xe, có nhiều người Uber, có nhiều cô chú xin người này người kia để mà cái lá phiếu của họ, cho nên họ cũng có một cái patriotic là ủng hộ cái candidate của mình, cho nên phải có lá phiếu của mình. Cho nên cái đó là rất là nhiều, không phải là người Việt thôi mà mấy em người nước ngoài nữa. Cho nên là kỳ này thì là nhiều người để ý tới và cũng tự mình đi xuống mà để mà ghi danh đầu tiên, tại một khi mình xuống county thì mình có thể ghi danh
ngay ngày, mình có thể bầu ngay ngày đó luôn. Tại họ check cái status của mình, họ pop up rất là lẹ, cho nên họ cho mình cái cơ hội đi bầu ngày đó luôn. Cho nên có nhiều người, người ta đợi tới giờ cuối mà không thấy cái ballot, hoặc là thấy cái confirmation mà để đi bầu, người ta tự xuống dưới county để mà làm. Rất là đúng, chị em chúng tôi xuống phòng cái thùng, cái văn phòng bầu cử ở tại Santa Ana thì quá thật, trước 9 giờ rất là đông người đã đến xếp hàng rồi, mà thường thường là mà những người đó là những người lớn tuổi. Đúng. Mình chưa, tại vì cái giờ đó hầu như là người lớn tuổi họ đã hồi hưu rồi, cho nên họ đến xếp hàng rất là sớm. Nhưng mà có một điều là cũng phải chia sẻ là mình biết là năm nay rất là nhiều người phiếu khiếm diện mà đã không nhận được phiếu khiếm diện, giống như hồi nãy cô Asia có nói, cũng giống như là cái đó cũng là cái điều mà có thể mình sẽ đóng góp ở trong cộng đồng Việt Nam, chúng ta đóng góp với văn phòng voting registrar để mà họ có thể chuẩn bị cho những năm tới bầu cử nó tốt hơn. Nghĩ cái chữ đóng góp thì hơi lịch sự, nhưng mà thực sự cái kỳ này đó là mình kỳ sau mình phải nói cho họ rõ ràng, chứ còn đóng góp không có đủ nữa. Đặt đúng. Mình phải nói về cái access cho người cư dân nó phải có nhiều hơn. Dạ vâng. Giống như không phải là đi bầu thôi, mà mấy cái polling site cũng ít hơn. Cho đúng nên rồi. Có nhiều cô chú ý y là cái phòng phiếu kế bên nhà mình. Nhưng một khi mà biết ra là không có, có nhiều lá phiếu không có nộp vô. Cho nên mình phải work với họ để mà mở cái đó ra, giống như cái 2016 phải same number, chứ không có thể nào mở kỳ này, tại vì không có người cho họ mượn cái location hoặc là budget, cái đó không có phải là excuse. Họ đúng. Phải cho theo cái con số, tại cư dân càng ngày càng nhiều mà lại phòng phiếu càng ngày càng ít là không có acceptable. Dạ đúng. Thì Thu Hạc muốn chia sẻ là 2016 thì trong cái địa hạt Thu Hạc có tất cả 13 thùng phiếu, nhưng mà năm nay thì chỉ còn 9 thùng phiếu thôi. Cho nên có nhiều cô, có nhiều người lớn tuổi, và đặc biệt có một cái thí dụ là vào ngày đó có một một cư dân ở trong thành phố, người lớn tuổi, họ tưởng cái phòng phiếu đối diện đường, tới chừng họ gọi mình rồi họ nói ủa không, phiếu đóng cửa rồi tôi đi đâu. Thành ra đó là những cái rất là khó khăn cho các bác lớn tuổi, mà không phải chỉ cộng đồng Việt Nam chúng ta, mà cộng đồng Đại Hàn cũng đã gặp phải cái vấn đề mà đi khó khăn cho những người lớn tuổi. Thì đây là một cái điều mà mình sẽ lên tiếng sau cái cuộc bầu cử này đối với văn phòng. Cô Christy, cô nghĩ sao về cái cuộc bầu cử, vào cái ngày bầu cử? Thật ra hôm đó là Christy đi làm cho tới cho tới chiều tối. Nhưng mà thật ra lúc mà ngồi chỗ làm, mình cũng coi trên TV thì họ cũng chiếu những cái phòng phiếu, và Christy thấy là họ rất là nhiều người đến phòng phiếu từ buổi sáng sớm. Phần lớn là người cao niên nhiều hơn. Thì chắc tại giống như chị Thu Hà vừa mới nói là họ hồi hương. Nhưng mà buổi chiều tối khi mà Christy đi á, tại vì như Christy đã nói lần trước thì là các bạn Christy chưa ai bỏ phiếu hết. Nên là Christy phải hẹn các bạn là sau giờ làm Christy chở các bạn với lại những ai mà cần rides để mà tới các phòng phiếu của mình. Cái này nói một cách khác không phải là hẹn quý vị. Cái này là kêu đi gom lại mọi người rồi bỏ lại một chiếc xe rồi bắt mọi người đi bầu. Đúng. Là Uber. Nhưng mà bữa đó thì thật sự có những cái tin là Uber với Lyft là cũng cho miễn phí lái xe, lái những người đi tới phòng phiếu. Thì có hy vọng là cộng đồng Việt Nam chúng ta có những người có thể dùng những cái dịch vụ đó, và trong tương lai có vẻ dịch vụ này hơi mới trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, cho nên chưa có được. Phải có cái app để tội nghiệp mấy cô. Nhưng mà Christy là Uber. Uber nhưng mà không có register cho Uber company. Như vậy sao Uber? Ngoài cái đó ra còn có những cái mà rất là hào hứng. Và trong cái chương trình chúng tôi chia sẻ những cái hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trong các ngày bầu cử tại các thùng phiếu. Thì cái hình ảnh rất là đẹp. Phải nói là rất là đẹp. Là buổi chiều, 5 giờ chiều tại cái văn phòng phiếu của quận Cam nằm trên thành phố Santa Ana. Một cái hình quá đẹp là chúng ta thấy người xếp hàng ra tới đường luôn. Mà không phải chỉ có người lớn tuổi không nha quý vị. Hình như là phân nửa ha, mình cứ cho phân nửa đi. Số phân nửa là người trẻ, 18 tuổi thưa quý vị, 18 tuổi cho tới trẻ. Xếp hàng rất đông. Mà cái hàng dài nhất là cái hàng lần đầu tiên đi ghi danh bầu cử, chứ không phải là cái hàng đi bỏ phiếu, mà cái hàng là ghi danh bầu cử đầu tiên và bỏ phiếu đầu tiên.
mà toàn là người trẻ không, mà không phải chỉ có Việt Nam mình không, người Mễ, người nhiều sắc tộc khác, cộng đồng nhiều nơi đều đổ dồn về đó từ nhiều thành phố chứ không phải chỉ ở Santa Ana. Thành đó là cái hình ảnh rất đẹp, và chúng tôi cũng chia sẻ trong cái những hình ảnh đó đến quý vị trong chương trình. Nhưng mà có một điều là không biết cô Asia có nhớ là những người trẻ đó khi mà họ chia sẻ những cái tâm sự của mình á, thì họ có nói gì không? Có nhớ không? Chắc cái này là phải để cho Thu Hà nói. Tại vì Thu Hà từ cái người ứng cử viên, nghị viên đi xuống coi, thăm dò coi cái tình hình ra sao, trở thành reporter luôn. Để mà interview tại cái environment rất là exciting. Đúng. Cho nên là thì Asia thì hỏi mấy em thì mấy em muốn make it different, nhưng mà Thu Hà là cái người reporter cho nên I think Thu Hà nên là cái người trình bày về cái này. Wow, cái này là cái này passe hơi lẻ nhá. Thật ra được, rất là đúng. Thu Hà bữa đó có một hân hạnh được phỏng vấn các bạn trẻ, và có những bạn trẻ họ nói đây lần đầu tiên họ không bao giờ nghĩ tới đi bỏ phiếu, nhưng mà vì những cái sự kiện xảy ra trong chính trường hiện tại cho nên họ muốn có một sự đóng góp. Và có một bạn Christine, người Mễ, bạn nói rằng bạn cô hỏi bạn một câu là nếu mà bạn có một cái message, một cái lời nói chuyện với các bạn trẻ khác bên ngoài thì bạn sẽ nói gì, thì các bạn đó nói là follow your heart, làm những điều theo trái tim của mình, và chúng ta làm một chuyện nhỏ mà gom lại để mà chúng ta có tiếng nói lớn. Một câu nói rất hay, một cái nói rất đơn giản, nhưng mà đó là đúng, lá phiếu của chúng ta là tiếng nói của chúng ta. Mà hiện tại có quá nhiều sự việc xảy ra ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cho nên các bạn trẻ cảm nhận là đây là cái ngày của họ. Nói gì bằng trẻ, chứ thấy quên Christy nói thêm. Bây giờ là... hôm đó Christy có chỉ một số bạn, Christy, họ chưa có register to vote quý vị. Họ chưa có register to vote. So khi mà tới thì line hàng dài lắm, họ mấy bạn Christy nói thôi hay là giờ đi về đi. Hàng dài lắm. Nhưng mà Christy nói thôi đứng đây đi, Christy đứng cùng cho. Thì Christy đứng chờ tới khi mà các bạn register vote xong thì các bạn phải qua một cái line mà đã register rồi thì mình bỏ phiếu. Thì cái đó chắc khoảng cũng gần 3 tiếng, tại vì lúc đó Christy đi là khoảng 7 giờ. Bây giờ thì cái thời gian đó line nó cũng dài lắm. 7 giờ tối phải không? Bây giờ tối. 7 giờ sáng. Bây giờ tối. Nhưng mà 7 giờ tối, yeah, 7 giờ tối hàng rất là dài. Nên Christy stay ở đó. Nhưng mà khi mà các bạn bỏ phiếu xong thì các bạn có nói với Christy là oh, this is really interesting. Tại vì các bạn có cơ hội đọc và hiểu thêm về những ứng cử viên, đọc và hiểu thêm các dự luật, đọc và hiểu thêm những gì đang xảy ra, và mình cảm thấy là đã có tiếng nói. Thì Christy cảm thấy rất là happy là đã actually encourage a lot of những các bạn trẻ để mà đi bỏ phiếu trong cuộc tranh cử lần này. Vậy có nghĩa là bắt đầu xếp hàng 7 giờ mà ra khỏi cái nơi đó gần 10 giờ. 9 giờ. Là 2 tiếng đồng hồ. Thì đó là những cái điều mà rất là democracy, quý vị rất là dân chủ. Quý vị chỉ cần mặc dù thùng phiếu sẽ được niêm phong 8 giờ, nhưng đó là cách họ nói thôi. Là nếu bạn, tất cả mọi người đi bỏ phiếu mà xếp hàng trong hàng 8 giờ, trước 8 giờ hay đúng 8 giờ thì cái vẫn được tiếp tục để vào bỏ phiếu. Đó là một cái nền dân chủ chứ không phải là bị ngăn chặn lại, nó thôi đi về đi. Thì đó là một cái nền dân chủ mà chúng ta rất là hãnh diện được sinh sống và được lớn lên trong cái nền dân chủ đó. Tại vì lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng. Mà cái quan trọng là quận Cam chúng ta quá nổi bật, từ khắp toàn quốc đều tập trung vào quận Cam của chúng ta và tập trung vào cộng đồng của chúng ta. Và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm tin tức sau phần 2. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn.